Mr. Nawaz sắp hội ngộ thiên ân trên đất Thái. Thùy Tiên vắng mặt đầy khó hiểu, từ chối nối lại tình xưa. Những năm gần đây, làng hương sắc Việt tạo được sức hút lớn với bạn bè quốc tế sau những thành tích ấn tượng của các đại diện nước nhà tại đấu trường BIC 7. Mới đây, fan sắc đẹp càng tự hào hơn cả khi dàn hậu nhà sang vàng được mời sang Thái Lan tham dự sự kiện lớn. Vừa qua, các người đẹp đã có mặt tại xứ sở Chùa Vàng để chuẩn bị cho show diễn sắp tới. Trên trang cá nhân, dàn hậu Việt liên tục cập nhật những khoảnh khắc đầu tiên trong chuyến đi sang Thái Lan cùng nhau. Các nàng hậu bao gồm Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Ngọc Thảo, Bảo Ngọc, Thiên Ân, Quỳnh Châu, Mai Phương, Phương Nhi. Bà Trùm Hoa hậu cũng góp mặt với những gà cưng của mình. Tại đây, những mỹ nhân Gen Z đều thể hiện vẻ rạng rỡ hào hứng khi chuẩn bị dự show thời trang lớn. Cùng nhau dự show thời trang lớn, những người đẹp Việt liên tục tạo nên những khoảnh khắc hài hước và đăng tải trên mạng xã hội. Các video này khiến dàn hậu trở nên gần gũi hơn với công chúng. Đáng chú ý, bà Phạm Kim Dung cũng nhập cuộc với các con cưng trong đoạn clip lầy lội này. Dù xuất hiện trên poster, Thùy Tiên Tiểu Vi lại vắng mặt trong chuyến đi này. Vì vậy, người hâm mộ cho rằng những nàng hậu này sẽ đến Thái Lan trễ hơn hội chị em. Được biết, sự kiện sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 7 tháng 12. Đây là sự kiện quốc tế đầu tiên có sự tham dự của 10 hoa á hậu Việt. Ngoài ra, Đỗ Thị Hà lại vắng mặt tại show diễn lần này. Nguyên nhân được nàng hậu chia sẻ trước đó là do lịch thi dày đặc. Điều này khiến công chúng không khỏi tiếc nuối khi người đẹp lỡ hẹn cùng hội chị em tại sự kiện lớn này. Trong đó, đây cũng là lần đầu tiên Miss Gen Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân sang Thái Lan và trình diễn sự kiện quốc tế. Vì vậy, người hâm mộ hy vọng mỹ nhân sẽ có màn chặt chém tại xứ sở Chùa Vàng để chứng minh thực lực với fan Thái. Nhiều khán giả đang vô cùng phấn khích vì cho rằng Thiên Ân và ông Nawaz sẽ có dịp gặp lại nhau sau khoảng thời gian ồn ào. Trước đó, ông Nawaz không ngần ngại tiết lộ lý do Thiên Ân không thể tiến xa Miss Gen International 2022. Cụ thể là vì cô không đáp ứng được các tiêu chí về hình thể, vì lưng dài, chân ngắn, đùi to. Rất là công bằng đấy, nếu tôi đưa Thiên Ân vào top 10 thì tôi mới không công bằng. Hoa hậu của các bạn có chất lượng hay không mà nói muốn công bằng. Với ban giám khảo không có vị trí nào cho cô ấy, tôi đã cố gắng đưa vào top 20 rồi. Cô ấy rất chậm chạp trong suốt quá trình thi. Phần interview cô ấy còn không có điểm, tôi đã cố gắng đẩy điểm lên, ông Nawaz nói. Sau hơn một tháng kể từ đêm chung kết Miss Gen International 2022, mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt của fan sắc đẹp Việt với ông Nawaz không lúc nào ngừng nóng. Cả hai bên liên tục công kích và mỉa mai nhau khi có cơ hội. Vụ việc này khiến cho Hoa hậu Thùy Tiên bị mắc kẹt ở giữa, khiến cô từng lên tiếng thừa nhận thấy rất buồn khi thấy mối quan hệ của fan Việt và ông Nawaz đang ngày càng xấu đi. Sau những tranh cãi và ồn ào ấy mà chủ tịch Miss Gen International không còn ưu ái Thùy Tiên như thời kỳ cô còn đương nhiệm. Tài khoản Instagram của ông Nawaz cũng không còn xuất hiện hình ảnh Thùy Tiên, trong khi giám đốc điều hành bà Teresa vẫn thường xuyên nhắc đến nàng hậu trên trang cá nhân. Nhưng mới đây, vị chủ tịch của cuộc thi Miss Gen International bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên trang cá nhân của mình với lời hỏi thăm tình hình của cô và không quên gắn thẻ tài khoản của nàng hậu. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động này của ông Nawaz chỉ đơn giản là chúc mừng kỷ niệm một năm ngày Thùy Tiên đăng quang Miss Gen International 2021. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng ông Nawaz đang tìm cách lấy lòng fan Việt sau những thiệt hại vừa qua và tình hình bị ghẻ lạnh của dàn Miss Gen International 2022. Ông đang muốn lấy lại sức hấp dẫn ban đầu của Miss Gen. Đáp trả lời hỏi thăm của ông Nawaz, Thùy Tiên đã trả lời hai một cách ngắn gọn và không cập nhật gì thêm. Dù không biết mâu thuẫn giữa ông Nawaz có được khép lại hòa bình hay không, nhưng qua hành động trên có vẻ như chủ tịch Miss Gen đang cảm thấy nhớ nhung tình yêu thương của fan Việt từng dành cho cuộc thi Miss Gen.